Rồi quý vị ơi, sáng quay có mấy lô bán hết rồi. Giờ buổi chiều nha quý vị. Quay thêm mấy lô nữa nha. Này là bonsai 249 là 9 cây 500 ha. Bao ship không quý vị? Anh nào mua vui lòng chuyển tiền trước nha quý vị. Có mai chiêu thủy nữa nè. Ép chậu hết trơn rồi, siêu mini luôn ha, để dành khi nào nó sống khỏe là bán nha quý vị, 100 ngàn chậu vậy nha. 3 chậu là 300 bao ship ha. Tùy cây nhỏ nhỏ vậy nè, tôi vô chậu vậy để cho nó già rồi nó ra qua chơi chứ không có uống éo gì nữa chứ. Đó. Nó già có vài bông để trên bàn làm việc chơi vậy là ok rồi, không cần uống éo gì nó mệt lắm. Rồi combo này là 249 cây số 1 cây số 2 nha quý vị. Đây cây số 3 nha. Đây cây số 4 ha. 4 cây. Số 5 đẹp nhất bọn nè. Đây cây số 6. Rồi cây số 7. Đây cây số 8. Rồi cây cuối cùng, cây số 9. 9 cây nha quý vị. Về có nhánh cành sẵn hết trơn rồi, uống éo ra mà chơi nha quý vị. Rồi xuống luôn quý ơi.